Ngày xưa em bán hoa anh đào ở bên Lào, rồi em đi bán dây tơ hồng bên Vĩnh Long. Ngược xuôi em bán luôn khoai mì ở Hoa Kỳ, rồi em bán luôn chuối chiên bên Triều Tiên. Rồi em đi bán canh su hào ở bên Tàu. Ngày em giao sứa tươi khô gà trên núi Bà. Còn khi đêm đến em giao hàng cho anh chàng đẹp trai rất hay thích ăn mì tôm. Ngày xưa em bán hoa anh đào ở bên Lào, rồi em đi bán dây tơ hồng bên Vĩnh Long. Ngược xuôi em bán luôn khoai mì ở Hoa Kỳ, rồi em bán luôn chuối chiên bên Triều Tiên. Rồi em đi bán canh su hào ở bên Tàu. Ngày em giao sứa tươi khô gà trên núi Bà. Còn khi đêm đến em giao hàng cho anh chàng đẹp trai rất hay thích ăn mì tôm. Ngày xưa em bán hoa anh đào ở bên Lào, rồi em đi bán dây tơ hồng bên Vĩnh Long. Ngược xuôi em bán luôn khoai mì ở Hoa Kỳ, rồi em bán luôn chuối chiên bên Triều Tiên. Rồi em đi bán canh su hào ở bên Tàu. Ngày em giao sứa tươi khô gà trên núi Bà. Còn khi đêm đến em giao hàng cho anh chàng đẹp trai rất hay thích ăn mì tôm. Ngày xưa em bán hoa anh đào ở bên Lào, rồi em đi bán dây tơ hồng bên Vĩnh Long. Ngược xuôi em bán luôn khoai mì ở Hoa Kỳ, rồi em bán luôn chuối chiên bên Triều Tiên. Rồi em đi bán canh su hào ở bên Tàu. Ngày em giao sứa tươi khô gà trên núi Bà. Còn khi đêm đến em giao hàng cho anh chàng đẹp trai rất hay thích ăn mì tôm. Ngày xưa em bán hoa anh đào ở bên Lào, rồi em đi bán dây tơ hồng bên Vĩnh Long. Ngược xuôi em bán luôn khoai mì ở Hoa Kỳ, rồi em bán luôn chuối chiên bên Triều Tiên. Rồi em đi bán canh su hào ở bên Tàu. Ngày em giao sứa tươi khô gà trên núi Bà. Còn khi đêm đến em giao hàng cho anh chàng đẹp trai rất hay thích ăn mì tôm. Ngày xưa em bán hoa anh đào ở bên Lào, rồi em đi bán dây tơ hồng bên Vĩnh Long. Ngược xuôi em bán luôn khoai mì ở Hoa Kỳ, rồi em bán luôn chuối chiên bên Triều Tiên. Rồi em đi bán canh su hào ở bên Tàu. Ngày em giao sứa tươi khô gà trên núi Bà. Còn khi đêm đến em giao hàng cho anh chàng đẹp trai rất hay thích ăn mì tôm.